thanh phong ngoan nguyệt ni. Cách điều gì ra mình quý
sáng nghi võ đăng đăng vân vân tôn quan sáng võ đăng đăng vân vân bắt màn đi công từ đi xa gần đều đi làm tôi sắc lệnh xưa
nay huyền huyền hành hành đề quan quan sang sát người trước trước dày tiên ba thank you.
hay đâu, sơn là phi thuyền. Nguyện hồ tiên chúa anh linh phàm dần, ơn lòng đổ theo thầy học đạo người thiếu tròn. Thu giáo thiên gia xót vì đời bình bình lửa càng càng đẹp đẹp làm sao nghĩ anh
lời đã trong bình ngọc xa ngoài ban loạn đi đông xuống trần gian nghi bóng đồng trần chi tâm tâm đồng bào tai tứ chi tháng lẻ mười bên
Mời cho bảy kim sao Thái Nguyên họ mạch vào ra
sớm chiều người cùng đông đông tiên sông mê linh vẫn cò cò kia cho bát đi dành hành đầu đồng sơn ra ngồi quỳnh trong kỷ về trời duyên xưa anh linh xuất hiện ta cũng đổi thành 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 ra ngồi quỳnh đông mỏ chi lăng có ai lên trong buổi tư tương mơ cứu dần tiền chiều ngồi quỳnh bắc lệ bóng xa có ai đi bắc lệ bóng xa ai đi chim bay thanh xa ngồi hoa quả phi phương vô sinh ra bóng quan hoàng phi phương thi thông thông giới đẹp duyên cưới dòng thanh xa ông hoàng đôi dân quay lên ngàn đi đường súng nổ dày vàng ngất ngất trời thanh xa mặt nước là lục hoàng bờ biên biên trên mặt mặt là lục chân đấy phong quang bất bảo hà chân đấy phong quang mát di các quận châu trang hàng đầu thanh gia chấn thành nghệ an đức quan hoàng người chấn thành nghệ an khi về thiên bản làm quan quan phủ dày thank you.
bóng hoàng về ngồi đánh thình bóng hoàng về khẩn hôn khẩn đàn đang đang hương phục thờ trong kinh có chữ nam mông A Di Đà Phật mình hoàng đi chấm chấm đồng hoàng thời có phép thần thần thông thông. Được
trong trong xa chung chung long 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 long
công y chú nước chảy thuyền dòng dòng cây
quê giữa rừng cô chim mới đẹp như cây quê giữa rừng hương bay màu hạt khắp vùng trời Nam Định. Cô mới bán ra lộc lộc tài, cô mới bán ra bốn Ninh Phường Tây Hồ. Màu da mình nhận nhận lộc lộc tiền. Cô bé cho bạn đi đi đời đêm đêm